Kính chào quý vị, chương trình Nhạc Tính Phòng tâm tình với nam ca sĩ Nguyên Khang về tour 50 đi khắp tiểu bang trên thế giới cũng như là sẽ có ghé ở nước Nhật phải không em? Dạ có ở Nhật và châu Âu nữa. Châu Âu nữa hả? Dạ. Mấy em ở bên Úc Châu có xem chương trình này thì nên liên lạc với Nguyên Khang để mình trở lại Úc Châu nhé. Thì bây giờ đầu tiên cho anh biết là thứ nhất là Austin, thứ nhì là San Diego, rồi sau đó tới đâu? Sau đó là quận nhà Orange County anh Hồ. Orange County. Kính thưa quý vị, Orange County thì là một cái nỗi lo rất lớn của Nguyên Khang. Cái đó là chú Hồ cũng thấy được tại sao người em của mình lại lo ở show ở Orange County. Vì sao Orange County em lại lo? Thật sự ra khán giả Orange County có nhiều quá nhiều sự lựa chọn anh Hồ. Orange County là cái nôi âm nhạc của hải ngoại mà. Thì show rất nhiều loại hình show. Nhưng mà đã lâu lắm rồi không có một chương trình nhạc thính phòng. Đó là lý do đáng lý lúc đầu là em không định ở Orange County. Tại vì em nghĩ là khán giả Orange County là về món ăn tinh thần thì quá phong phú. Nhưng mà em nghĩ lại em cũng nên làm, là tại vì là quận nhà. Mình cũng có một số bạn bè đồ muốn nghe cái dòng nhạc đó lại. Với lại hồi xưa Orange County là cái chỗ mà em bắt đầu. Em bắt đầu từ hội quán Thùy Dương của anh Hằng Hoàng Trọng Thụy. Quý vị cũng biết là những ngày đầu Khang lớn lên, Khang tập tỉnh bước vào nghề là từ dòng nhạc thính phòng. Khang được chơi với anh Hoàng Trọng Thụy và chị Lucy Hoàng ở cái hội quán Thùy Dương. Nó nằm ở trên đường Beach, Westminster. Dạ, chỗ rất là nhỏ nhưng mà lúc nào chị Lucy cũng ngồi đó đệm cho em hát, rồi đệm piano, còn anh Thụy thì đệm guitar. Em nhớ có những hôm tụi em hát có 2-3 khán giả thôi, nhưng mà khán giả ngồi cho đến hết giờ luôn. Đó, và em bắt đầu bị ghiền cái dòng nhạc đó. Và em đã chọn con đường đó để em đi. Ấm cúng. Dạ, em thích cái không thì khí. Thì lần này ở Orange County em làm ở đâu và làm mấy? Dạ, em làm ở The Bell. The Bell là một cái chỗ mà sau này là những cái show nhạc hay tổ chức ở đó rất là nhiều. Nằm ở đường Edinger. Edinger với lại Euclid. Nó nằm trong cái khu chợ Mom á anh Hồ. Thì cũng hơi khó là ngày trước em cũng bị đụng một show. Cũng tại The Bell luôn, đó lý do em hơi lo, nhưng mà em vẫn tin là sẽ có những người khán giả chỉ muốn nghe một cái show mà một ca sĩ để cho cái cảm giác nó liền lạc giống ngày như mấy? Dạ ngày 30 tháng 9 anh Hồ, là ngày cuối của tháng 9. Và 30 tháng 9 à? Dạ 30 tháng 9. Dạ. Nếu mà anh có ở nhà anh sẽ tới. Dạ. Hình như anh nhớ là có Lâm Nhật Tiến đúng không? Dạ, Orange County, em đang định chia sẻ Tiến, anh Tiến. Em phải gọi bằng anh, thứ nhất là lớn tuổi hơn em và thứ hai là vào nghề trước em. Cái hôm mà anh em mình tập Stop the Hate ở SBTN Studio thì anh Tiến có nói là Khang, nghe nói em đang làm cái chương trình đi tour hả? Ngày nào làm ở đây? Cái em mới nói là 30 tháng 9. Cái anh Tiến ngồi mở cái phone ra, cái hồi đó Tiến nói là tao tới hát cho mày. Nói thôi em đâu có tiền đâu mà em trả, tại cái này em tự làm đó. Có thằng quỷ, anh biết kiểu Tiến quỷ tiền bạc gì, anh tới hát chơi với mày cho vui, bỏ hình tao lên poster đi. thì đó là cái lý do mà, tại vì anh Hồ cũng biết là em rất là ngại cái chuyện bạn bè em út trong nghề cùng dòng nhạc cũng offer em nhiều lắm, giống như Nguyễn Hồng Nhung cũng nói là anh ơi, bất cứ cái location nào mà anh có khó khăn, anh mà ngày đó em chống lịch thì em sẽ đến chơi với anh. Em không có, đừng có nói chuyện tiền bạc gì hết. Nhưng mà khi mà mình mời người ta đến có nghĩa là mình cũng đã nợ người ta rồi. Mà khi mình nợ rồi thì rất là khó phải để trả, anh hiểu không? Đó lý do mà. Suốt đời em cứ ca vậy, anh còn nợ em là mệt anh lắm. Nhưng mà rất là cảm ơn anh Tiến đã tới, đã hứa tới với em. Và Khang tin chắc là ngày hôm đó cũng có những bạn bè, anh em, ca sĩ
cũng sẽ đến chơi với Khang. Anh em cũng hứa anh cũng sẽ cầu nguyện cho em Lâm Nhật Tiến nó sẽ tới. Không, anh Tiến tới chứ anh Hậu. Anh cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé. Anh Tiến bây giờ là coi như là không bao giờ mà trễ show hay gì nữa. Và giỏi. Tới show là tới tập trước, tới là coi như có mặt trước mình luôn á. Vậy là tốt. Kính thưa quý vị, Lâm Nhật Tiến là một người đệ tử rất là thân với Giúp Hồ. Tánh tình thì cái tâm rất là tốt, phải công nhận. Nhưng mà đôi khi cũng quờ quạng giờ giấc lắm. Cái đó là dựa theo kinh nghiệm mấy chục năm anh em với nhau. Em tới nồi liền, em tới nồi liền. Mình ngồi mình đợi chết mồ luôn tới tối cũng chưa thấy tới nữa. Kính thưa quý vị, đó là... Nhưng mà bây giờ anh Tiến đi hát là anh Tiến rất là... Coi như là giờ giấc rất là đúng. Đêm ở Orange County, The Bell. Đó là một cái show tương đối khó cho Nguyên Khang. Bởi vì Nguyên Khang đã tâm sự lại vùng này của chúng ta rất nhiều. Sự lựa chọn. Rất nhiều cái những cái chương trình mà giải trí khắp nơi nhiều lắm cái thứ gì. Nhưng mà để có một đêm ca nhạc như thế này á, nhạc thính phòng thì rất là hiếm. Chú Hồ nói thiệt, rất là hiếm luôn. Và cái địa điểm mà The Bell là một địa điểm lý tưởng để hát nhạc thính phòng. Cái khung cảnh cũng nhìn rất là ấm cúng. Có những nhạc sĩ giỏi ha. Có thêm một người ca sĩ ghét Lâm Nhật Tiến. Và có thể là có chú Hồ nếu mà chú Hồ không có đi xa ra khỏi thành phố mình. Quận Cam này, chú Hồ sẽ tới chơi với dòng nhạc tính phòng. Bởi vì âm nhạc là cái gì đó nó rất quý. Nếu mà chúng ta tường được một bài nhạc hay, nghe người ca sĩ hát hay, thì chúng ta được đi tới một cái thế giới, một cái vùng trời mà chỉ có chúng ta đến được thôi, người khác họ đến không được. Nhưng mà khán giả ở dưới nghe họ cũng đến một cái vùng trời nào đó của riêng họ thôi. Cùng một dòng nhạc, cùng một giai điệu, cùng một dòng âm thanh như đó. Nhưng mà mỗi người có một cái nơi đi khác nhau. Cái đó là cái tuyệt vời của âm nhạc, kính thưa quý vị. Chú Hồ xin tha thiết kêu gọi khán giả của đài truyền hình SBTN địa phương ở vùng Orange County này cũng như là trên Los. Chúng ta hãy tới ủng hộ dòng nhạc tính phòng. Chúng ta... Cộng đồng người Việt Nam chúng ta cần tạo dựng nên phong trào nhạc trước 75 trở lại, những dòng nhạc hay của chúng ta. Chúng ta khuyến khích những sáng tác mới, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà chúng ta đừng quên những cái chuyện, những cái bài nhạc bất hủ, chúng ta nên bảo tồn đó. Tại sao Thư viện Hoa Kỳ họ giữ lại hết tất cả những gì hay nhất của mọi ngành nghề nằm trong thư viện? Bởi vì cái đó là cái văn hóa, lịch sử. Dòng nhạc tính phòng nó chỉ là cái tên thôi. Nhưng mà thật sự là đem đó là đem tâm sự của một nền văn hóa, của dòng nhạc mà không bao giờ chúng ta quên được. Chúc cô lớn lên, sống đến ngày hôm nay, có cơ hội may mắn làm nghề mà mình có thể mình nuôi được vợ con mình. Chúc cô muốn bảo vệ dòng nhạc mà đã tạo nên tên tuổi của Chúc Hồ. Chúc Hồ biết sáng tác cũng nhờ những người nhạc sĩ đi trước mình, nghe nhạc của họ để mình hiểu được văn hóa của quê hương của chúng ta, của đất nước chúng ta, của tiếng mẹ đẻ chúng ta. Không có những người đi trước sẽ không bao giờ có Chúc Hồ. Không có dòng nhạc trước sẽ không bao giờ có dòng nhạc Chúc Hồ. Âm nhạc nó dồi dào lắm quý vị. Chúng ta hãy cho những người nghệ sĩ chân chính, họ có cơ hội họ để gần với mình. Họ có cơ hội để hát lên dòng nhạc họ yêu thích. Chú Hồ xin thành thật nói thẳng luôn. Những anh em nghệ sĩ, những anh em ca sĩ trong thời gian này, đời sống vật chất rất là kém thua mấy chục năm trước. Mấy chục năm trước, làm nghề của chú Hồ kiếm nhiều tiền lắm. Nhưng thời gian bây giờ, cái vấn đề mà buôn bán CD, DVD, mấy cái đó nó không còn nữa. Nhưng mà anh em như Chúc Hồ, Sĩ Đan, Chúc Sinh vẫn quả âm. Bởi vì
đó là một cái niềm đam mê của mình, kính thưa quý vị. Và Trúc Hồ hy vọng với những cái đam mê của những người yêu nhạc sẽ giúp cho cộng đồng chúng ta, sẽ giúp cho dòng nhạc chúng ta vẫn tồn tại. Chúng tôi sẽ trở lại quý vị. Trở lại với chương trình Nhạc Thính Phòng Tâm Tình với ca sĩ Nguyên Khang. Kính thưa quý vị, Nguyên Khang đang thực hiện một cái chương trình tour Nhạc Thính Phòng khắp nơi trên thế giới. Đây là một việc làm can đảm, bởi vì tổ chức show không phải là dễ. Trong cái thời gian kinh tế, mọi thứ nó đều tốn kém. Vé máy bay cũng tốn kém, hotel cũng tốn kém. Thì có một show ở Orange County, quý vị ở The Bell, quý vị cố gắng tới xem để ủng hộ. Và chắc chắn là Nguyên Khang cũng sẽ làm show trên San Jose chứ? Dạ có anh Hùng. San Jose là sau Orange County một ngày. Có nghĩa là Orange County mình là ngày 30 tháng 9 thì San Jose là ngày 1 tháng 10. Ừ. 1 tháng 10 nó nằm vào buổi trưa chủ nhật, quý vị, và Khang sẽ làm cái show đó ở một cái chỗ tên là Magi Palace, một cái chỗ nhỏ thôi, ấm cúng. Và Nguyên Khang cũng xin mượn nơi này để cảm ơn đến anh Lý của Puppy Hill. Anh Lý là người đã sponsor cho Khang cái chỗ này. Anh Lý đã sponsor cho em, anh Lý trả tiền cái chỗ mướn và anh Lý sponsor luôn nữ ca sĩ Diễm Liên. Là trên San Jose thì mình có special guest là Diễm Liên, và ở dưới Orange County thì anh Tiến là đến giúp cho em. Cái chỗ đó bao nhiêu người em? Chỗ đó chừng 200 người là hết. Mình làm bắt đầu từ mấy giờ? Dạ khoảng 2 giờ rưỡi trưa là em có meet and greet, cũng giống như tiếp tân, ăn uống nhẹ rồi uống tí rượu cho nó ấm ấm người, rồi mình chụp hình. Em có một em có làm cái đĩa CD để cái tour này em đi em gửi đến quý vị. Những bài hát mà em yêu thích trong cái khoảng thời gian mà từ Covid cho tới bây giờ, những bài hát mà em làm CD hay là làm USB? Dạ em làm CD anh Hồ, em không làm USB. Nhiều người họ không còn máy CD sao họ nghe? Thì em cũng không biết nữa, nhưng mà em biết tại sao em vẫn làm CD. Tại vì em thấy cầm cái CD nó giá trị. Em cũng còn cái USB làm CD thì... và em cũng làm USB, bây giờ in cũng đẹp lắm em. Yeah. Họ cũng có một cái cover, họ nhìn cũng đẹp lắm. Để cho những người mà họ... Nếu mà USB vậy thì em bỏ lên Apple. Không, cái đó là riêng, đó là khác nữa. Yeah, yeah. Có nhiều người họ không có mua Apple Music, họ không mua Spotify. Họ nghe họ bị quảng cáo, họ khó chịu. Đó, Apple đâu có quảng cáo. Nhưng mà em phải mua. Đó. Kính thưa quý vị, USB cũng tốt là bởi vì bây giờ xe bây giờ không có máy CD nữa, họ phát bằng USB. Em nên ra nhiều format để khán giả họ có thể có cơ hội để nghe nhạc em. Đó cũng là một cái ý kiến hay. Yeah, và USB hồi xưa. Thật sự thì em có biết USB nhưng mà tự nhiên em cảm thấy nó. Em phải cho nó khán có cái giả gì cơ đó hội. Nó technology quá, em muốn cái gì nó authentic. Nhưng mà xe mới bây giờ không còn CD nữa. Yeah. Thì khi nào ấy nghe ở nhà, chắc chắn nhà nào cũng còn máy CD không, mà. Có nhiều nhà không còn CD luôn. Vậy hả? Bây giờ cái rất là digital. Vậy là em thuộc dạng... Anh là máy gì anh cũng có ở nhà, máy Laserdisc anh cũng có. Yeah. Giữ em lại cũng máy gì em cũng giữ lại hết. Kính thưa quý vị, đây là một cái show San Jose, tương đối cũng hơi khó cho người em của Trúc Hồ. Đây là Trúc Hồ nói thẳng luôn, Trúc Hồ đang dự định làm chương trình Stop the Hate Concert ở trên San Jose, đúng ngay ngày của Nguyên Khang luôn mà Trúc Hồ không biết, ngày 1 tháng 10. Trúc Hồ mượn chỗ
chú Tư Triều Thành ở trên Grand Century Mall có được ngày đó và đang mua bảo hiểm để có thể mà công ty của chú Tư Triều Thành chấp nhận cho chúng ta mượn cái chỗ đó để chúng ta trình diễn stop tại hết công trật mà không có bán vé. Thì nói với Nguyên Khang thì Nguyên Khang cũng nói không sao anh Hồ cứ việc làm đi. Show em nhạc thính phòng buổi trưa mà, kính thưa quý vị. Mình đâu có ngờ mình mang một số ca sĩ nổi tiếng lên đó đụng ngay ngày của người em của mình làm show nhạc thính phòng. Nhưng mà Nguyên Khang vẫn nói anh Hồ cứ làm đi, không sao đâu. Kính thưa quý vị, đó là một cái tinh thần sống vì người khác một chút cho những cái chuyện lớn. Cho nên chú Hồ tha thiết kêu gọi những khán giả yêu nhạc trên San Jose ngày 1 tháng 10. Nếu mà chú Hồ mượn được cái chỗ thì chú Hồ sẽ làm ở Grand Century Mall. Nhưng mà quý vị đừng quên show nhạc tính phòng của Nguyên Khang. Chú còn nhớ là có một lần anh em mình lên San Jose làm nhạc tính phòng rồi phải không? Lâu lắm rồi. Nó... Cái rạp đó khá đẹp á. Cái rạp đó thì lúc đầu thì đứa em của em nó cũng đề nghị em làm ở đó, nhưng mà tới 400-500 khách lận. 400-500 khách giống như em nói với anh Hồ cũng như Khang chia sẻ với quý vị từ mấy episode trước là Khang muốn cái không gian ấm cúng thôi. Nếu mà một cái sân khấu mà em phải đứng cao hơn quý vị thì em không comfortable. Đó là lý do mà sau này quý vị thấy Khang hát Khang hay ngồi. Khang không có muốn mình đứng cái mình nhìn xuống dưới nó có vẻ trình diễn quá. Không phải là trình diễn nữa. Ca sĩ thì trình diễn là trình diễn, nhưng mà giống như người ta nói có những người đẻ ra, có những ca sĩ đẻ ra chỉ để đứng ở những sân khấu lớn thôi. Còn em thì em nghĩ em đẻ ra để em hát ở nhiều một cái nơi nó gần gũi hơn. Em cũng từng nhiều hơn. Lần xuất hiện sân khấu lớn của trung tâm Mesa rồi. Chỗ biết... nào lớn hơn là rạp làm Oscar. Em đã từng hát ở rạp lớn nhất em ở Hollywood. Em từng hát cái rạp mà coi như là nổi tiếng nhất ở bên Paris rồi. Nhưng mà cái đó là vấn đề mình đi trình diễn. Nhưng mà cái tour này nó it's about me. Cái tính cách nó hơi personal. Em muốn nó personal hơn. Đó là lý do mà em rất là ngại cái chuyện mà phải có nhiều guest ở trong đó. Tất cả những cái show của em, với lại em đi hát tất cả những show mà quý vị thấy, giống như cái show của anh Lâm Nhật Tiến sẽ xuất hiện giúp cho em ở The Bell vào cái ngày 30 tháng 9 đó. Thật sự là anh Tiến muốn tới. Em thì em cũng muốn một mình em gánh thôi. Tại vì Khang có một cái tật, Khang rất là ham hát và rất là ham nói quý vị. Cho nên Khang không muốn ai cướp diễn đàn của Khang. Lâm Nhật Tiến nghe thì cũng hơi mệt. Cái đó là cái thứ nhất. Tất cả những show quý vị thấy là có special guest đều là Khang được những người nhà tổ chức hoặc là những mạnh thường quân ở địa phương họ cover bảo trợ cái phần đó. Thì Khang nghĩ là nếu mà mình có những người bạn của mình đến với mình thì cái điều đó nó quý quá, mà nó lại không có liên quan đến cái vấn đề mà em phải thiếu nợ họ. Cho nên cái vai trò bảo trợ trong vấn đề văn hóa nó rất là quan trọng nha. Nó mình rất không quan trọng. Có nếu mà em nhìn ngược về lịch sử của thế giới nha, chứ không phải nói Việt Nam, của thế giới, những nhà soạn nhạc nổi tiếng từ Bach cho tới Mozart cho tới Beethoven thời đó làm gì có thâu băng để mà bán đĩa. Thời đó toàn là chơi live không, mà toàn là đi xe ngựa này kia nọ. Ai đưa tiền cho những nhà soạn nhạc đó sống qua ngày để mà họ sáng tác? Họ được những người nhà giàu bảo trợ, những bá tước bảo trợ. Nhờ những người bảo trợ yêu quý âm nhạc như vậy, họ có commission để mà họ sáng tác, mà họ không phải lo lắng về vấn đề đời sống hàng ngày. Anh em nghệ sĩ họ cũng cần những nhà bảo trợ. Chúc Hồ tha thiết kêu gọi quý vị xin bảo trợ cho chương trình nhạc thính phòng của Nguyên Khang. Thì nếu mà bảo trợ thì phải làm như thế nào để bảo trợ em? Trước hết em xin cảm ơn đến một trong hai nhà bảo trợ lớn của chương trình này là anh Thái của Nails of America and Milano Nail and Spa. Khi mà em lên chương trình này em nói một cái, anh Thái nói ok, anh bảo trợ. Cái đó là cái tình anh em đối với nhau, tại vì
em cũng quen rất là nhiều các anh em, nhưng mà em rất là ngại xin bảo trợ. Nhưng mà tại vì em nghĩ là nếu mà không có ngân sách em không làm nổi. Thường thì em sẽ dùng người... cái tiền bảo trợ đó em bù vô những chỗ em lỗ. Yeah. Và SBTN Go là anh Trúc Hồ là người bảo trợ thứ hai của em trong cái chương trình này. À, và mình sẽ nói cái đó trong cái episode khác khi mà mình nhắc đến Boston. À, rất cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, cảm ơn những nhà bảo trợ của em. Anh Thái là anh có quen anh Thái? Dạ. Anh có qua bên Houston ở mấy ngày, anh Thái chở anh đi này đi đó. Là một người super dễ thương. Rất là dễ thương và những người em của anh Thái cũng dễ thương. Dạ, Khoa, Hiển. Xin cảm ơn anh Thái đã bảo trợ cho người em của Trúc Hồ. Chúng tôi sẽ chở lại trong chương trình kế tiếp.